Vừa đến Nhật, U17 Việt Nam nhận tin cực vui, AFC đồng loạt tán dương, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rạng rỡ tự tin. Hôm qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận sào hữu với Qatar trong đợt tập huấn tại Doha và chiến thắng với tỷ số 2-0. Trước đối thủ được đánh giá về chuyên môn, ban huấn luyện đội tuyển U17 Việt Nam đã tận dụng cơ hội để đưa ra những thử nghiệm về nhân sự trong đấu Pháp. Kết quả, Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Qatar với các pha lập công của Huỳnh Triệu và Công Phương. Ở trận đấu với Qatar cũng là trận đấu khép lại trong giai đoạn tập huấn ở đây. Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho giai đoạn tập huấn tiếp theo diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Trong giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản, đội sẽ tiếp tục có thêm 3 trận đấu sào hữu cọ sát với đối tượng, đó chính là các câu lạc bộ địa phương. Kế hoạch tập huấn đã được ban huấn luyện và VFF thống nhất nhằm tạo điều kiện tốt nhất. Vừa đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc, các cầu thủ trẻ của hội vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đón nhận tin cực vui. Theo đó, theo thống kê mới đây của Liên đoàn bóng đá châu Á, đội tuyển U17 Việt Nam được đánh giá là một trong 4 đội có hàng phòng ngự chắc chắn nhất tại vòng loại bóng đá U17 châu Á. Để giữ sạch lưới trước Lào và Qatar mới đây, chuỗi trận không thủng lưới của các chiến binh áo đỏ đã được tăng lên con số 6. Trong bài viết mới nhất giải U17 châu Á, AFC đã ca ngợi chiến thắng và sự kỷ luật của Việt Nam. U17 Việt Nam đến Thái Lan với kỷ lục 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới, trong đó có 5 chiến thắng. Các cầu thủ trẻ của vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quật ngã nhà cựu vô địch châu Á là Qatar ngay tại sân khách. Chắc chắn đây sẽ là ứng cử viên nặng ký cho suất tham dự World Cup châu Á. Về phần mình, chia sẻ trước truyền thông, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, điều quan trọng của chúng tôi đó chính là cần phải truyền sự tự tin cho các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất tại vòng chung kết U17 châu Á 2023. Lý giải về điều này, ông Tuấn chỉ ra rằng các cầu thủ chỉ mới 15-16 tuổi, lứa này vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là tâm sinh lý chưa phát triển hoàn toàn. Đó cũng là lý do bóng đá trẻ thường hay có những bất ngờ. Ông cho biết, khi được hỏi về đối thủ bảng D tử thần, thuyền trưởng Việt Nam phân tích, với Nhật Bản, mọi cấp độ đội tuyển quốc gia họ đều mạnh, bản thân đội tuyển Việt Nam cũng đã thường xuyên tập huấn ở Nhật Bản. Với Ấn Độ, họ thi đấu vòng loại, đánh bại được đối thủ với tỷ số đậm, họ cũng đã hòa được Uzbekistan. Bên cạnh đó, Uzbekistan cũng là một quốc gia có nền bóng đá phát triển, quốc gia sở hữu nền bóng đá trẻ chất lượng và từng vô địch vòng chung kết U23 châu Á 2018. Thậm chí tại vòng loại, U17 nước này còn đánh bại ông lớn là Hàn Quốc. Tham dự World Cup là mục tiêu khó nhưng ai cũng có quyền có ước mơ. Thực tế, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và các top đầu châu Á đã bắt đầu thu hẹp lại. Thể hiện như Việt Nam vừa rồi đã ở vòng chung kết U20 châu Á và chúng ta có quyền hy vọng. Nhưng để thực hiện ước mơ thì cần phải làm nhiều thứ. Ngoài tài chính cho các cầu thủ đi tập huấn ở các nước tiên tiến, chính chế độ dinh dưỡng cũng phải được tiến hành. Hệ thống thi đấu phải thay đổi để cho các cầu thủ được đá nhiều hơn và trải nghiệm. Có thể thấy, dù phải chạm trán với các đối thủ mạnh nhưng thầy trò ông Tuấn đang có được sự chuẩn bị rất tích cực trước thềm thi đấu. Ông Tuấn sinh năm 1967 và ông không chỉ có những chứng chỉ về thể lực, tâm lý đa chuẩn châu Âu mà có bằng chuyên nghiệp, vị huấn luyện viên của FIFA, bằng cấp cao nhất của giới bóng đá. Sau khi kết thúc cầm quân ở V-League 2013 cùng câu lạc bộ Hải Phòng, ông đã về VFF làm đào tạo trẻ trong năm 2015 suốt từ đó cho tới nay. Tại bảng F vòng loại U17 châu Á 2023 diễn ra tại sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10 năm ngoái, đội tuyển U17 Việt Nam đã có 3 trận toàn thắng trước đối thủ là Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. U17 châu Á 2023 là lần giải đấu đầu tiên mà AFC đã đổi tên từ hệ thống giải U16 châu Á. Nhật Bản là đội có thành tích tốt nhất với 3 chức vô địch vào các năm 1994, 2006, 2017. So với lực lượng ở lần tập trung đầu tiên vào hồi tháng 6 vừa qua, đội tuyển U17 Việt Nam có thêm sự bổ sung chất lượng như hậu vệ Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Đình Long Vũ, tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Những cầu thủ này không có tên trong đợt tập huấn lần trước. Bên cạnh đó, vị huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cũng đã tiến hành đánh giá và sàng lọc nhân sự khi có nhiều cái tên không được triệu tập trở lại. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã ký hợp đồng với chuyên gia thể lực người Brazil để đảm bảo nền tảng tốt nhất cho các cầu thủ. Năm ngoái, U17 Việt Nam đã trải qua 4 chuyến tập huấn ở Đức và 4 trận đấu chính thức. Thầy trò ông Tuấn đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Các câu lạc bộ tại Đức đã theo dõi rất kỹ về hành trình và các cầu thủ của Việt Nam. Họ đã cùng thảo luận, đánh giá để chọn ra 2 cầu thủ giỏi nhất. Huyền thoại bóng đá Claudio Pizarro, huyền thoại của Bayern Munich, là thành viên của chuyên gia nhóm này. Ông cũng đã khiến cho buổi tập trở nên thú vị hơn và đã cùng tham gia. Sau đó thì huyền thoại này đã công bố 2 cầu thủ được chọn ở lại Đức là Hoàng Minh Tiến và Nguyễn Mạnh Hưng. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới nhất của bình luận viên Tạ Biên Cương, huấn luyện viên U17 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức là ông Hoàng Anh Tuấn. Bật mí trong số các học trò của ông không chỉ có Hoàng Minh Tiến, Mạnh Hưng được chấm, mà nhiều gương mặt khác cũng đã được mời tập luyện tại câu lạc bộ Đức. Tuy vậy, nhiều lý do khác nhau mà ông và cộng sự chỉ để cho Hoàng Minh Tiến và Nguyễn Mạnh Hưng đến cùng tập với đội tuyển trẻ. U17 Việt Nam đã đi qua 4 câu lạc bộ và đá 5 trận với đội tuyển trẻ, trong đó 3 thắng, 1 hòa, 1 thua. Kết thúc chuyến tập huấn, 4 câu lạc bộ này đều có những đánh giá và mong muốn cầu thủ nào của chúng ta sẽ tới tập luyện với họ. Danh sách 4 cầu thủ thì đều khác nhau nhưng gói gọn trong 5 cầu thủ của Việt Nam. Anh cho biết, chúng tôi đã đi qua 4 câu lạc bộ, nhìn thấy câu lạc bộ nào cũng có điều kiện tốt và có hệ thống đào tạo tốt nhất. Sau nhiều lần cân nhắc, ban huấn luyện cũng đã lựa chọn câu lạc bộ Eintracht Frankfurt. Tức là Hoàng Minh Tiến và Mạnh Hưng sẽ tập luyện với U16 của đội này, và nhà cùng quân U17 cũng đã nói thêm. Với kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Ấn Độ, Uzbekistan, trong khi đó chủ nhà Thái Lan bảng A với Yemen, Malaysia và Lào. Bảng B là Hàn Quốc, Iran, Afghanistan, Qatar. Bảng C là cuộc tranh tài giữa Tajikistan, Úc, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm ở mỗi bảng và đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. 4 đội thắng tại tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup vào tháng 10 sắp tới.